À, xin chào các bạn. Để làm món thịt kho móng ruốc á thì ở đây mình dùng á là 400 g thịt heo ba gọi nè. Thịt thì mình đã rửa sạch với nước muối rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho nước sôi vào để mình chần sơ đó. Chần thịt với nước sôi thì nó sẽ giúp cho thịt của mình nó sạch, nó thơm hơn. Với lại nó săn á, mình cắt ra nó cũng dễ nữa. Này mình chần nhanh thôi, chở cho nó săn đều á là mình đem đi rửa lại rồi mình cắt ra được rồi. Thịt đó thì mình cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn ha. Rồi mình cắt miếng nhỏ nhỏ khoảng chừng này nè, để mình kho cho nó thấm nó ngon hơn á. Rồi xong phần thịt thì tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị đến phần hành tỏi sả ớt. Tỏi á, thì mình đập dập mình băm nhỏ nó. Hành tím thì mình cũng băm nhỏ ra giống như tỏi luôn. Hai cây sả mình đập cho nó dập dập rồi để mình cắt mình băm nhỏ ra cho nó dễ. Băm xong thì mình cho qua đây để lát nữa mình dùng. Ớt mình bỏ hạt mình băm ra, bỏ bớt hạt cho nó ít cay đó. Rồi chuẩn bị xong hết thì mình sẽ đi nấu. Đầu tiên cho hết phần thịt vào chảo để mình rang cho nó cháy cạnh, nó ra bớt mỡ trong cái phần thịt đó. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước lọc để trong lúc mình rang nó sẽ không có bị văng dầu các bạn ha. Lúc đầu mình để lửa vừa, rang cho nước nó vừa cạn đó, thì mình giảm lửa nhỏ lại, mình đảo từ từ. Đây nè các bạn, mình đảo với lửa nhỏ để cho cái phần thịt mình á, nó vàng xém hết và nó ra nhiều mỡ như vậy thì mình sẽ chắc cái phần mỡ này ra. Mình cho qua đây để mình lượt cái phần mỡ thừa nè. Phần mỡ nó trắng tươi luôn, mình kho cá kho thịt đều được hết á. Phần mỡ gan thịt vừa chắc ra đó thì mình cho ngược lại vào đây khoảng 2 muỗng canh. Rồi mình cho tỏi vào mình phi thơm lên trước. Khi cho tỏi thơm nó vàng ngà ngà đó thì tiếp tục mình cho hết cái phần hành tím và sả vào luôn. Phi cho nó cả thơm lên thì mình cho thêm ớt băm vào nè. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái phần thịt đã rang xém cạnh vào. Lúc này mình để lửa nhỏ mình đảo một chút để cho phần thịt nó ngấm cái hành tỏi sả ớt nó thơm á. Đây mình xào cho phần thịt nó thật là thơm rồi thì mình sẽ nêm gia vị vào luôn. Đây mình dùng là 1 muỗng canh tương ớt. Tương ớt nó giúp cho cái món thịt của mình đó, nó thơm ngon và màu nó đẹp hơn nữa. Rồi tiếp theo là mắm guốc nè, mình dùng 1 muỗng đầy vung, nếu muỗng gạt ngang là 2 muỗng canh đó. 1 muỗng canh đường. Rồi thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt nữa nè. Không thích bột ngọt thì các bạn giảm lại. Cái này các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi mình cho tiếp vào đây là khoảng nửa chén nước lọc để mình kho cho cái phần thịt mình nó ngấm gia vị, ngấm mắm guốc á. Mình để lửa nhỏ thôi, mình kho cho nó ngấm từ từ nó ngon hơn.
kho đến khi cái phần thịt nó sắp cạn nước á thì mình đảo liên tục luôn. Thơm lắm các bạn ơi. Cái mùi mắm guốc và gia vị á, nó ngấm vào thịt nó thơm lắm luôn á. Rồi mình kho cho nó sần sật như là được rồi nè. Mình cho thêm vài trái ớt vào nữa cho nó cay cay nó ngon hơn. Đó, thịt kho được rồi thì mình tắt bếp. Giờ mình dọn ra mình ăn cơm được rồi đó. Này, thịt ba gọi kho mắm guốc thơm lắm luôn các bạn. Này, các bạn nhìn ngon chưa nè. Hôm nay mình ăn với cơm. Mời các bạn nha. Ăn có vị mặn mặn ngọt ngọt, cay cay thơm thơm, rất là vừa miệng. Cái này mình ăn mình có thể cặp với dưa leo nè, đậu gồng sống, rất là ngon luôn. Món này thì ăn đậu gồng rất là hợp luôn á, mình rất là thích ăn. Ngoài ra thì các bạn có xoài cóc á, mình ăn cùng cũng ngon nữa. Món thịt kho mắm guốc là một trong những món ăn thơm ngon đơn giản, ăn lại lạ miệng nữa. Lâu lâu mình đổi món cho cả nhà ăn ngon lắm luôn các bạn. Có thời gian thì các bạn hãy thử ha. Như vậy là cái món thịt kho mắm guốc của mình đã làm xong. Thì mình mời các bạn bấm vào nút đăng ký để theo dõi được những video mới nhất và sớm nhất của kênh. Cuối lời thì mình xin gửi lời cảm ơn. Mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.